Thì ở đây người ta lót bạt nè. Đó. Hiện tại thì đang bơm cát nè. Hiện tại thì xe cuốc đồ đang làm việc đây cả nhà. Hello, xin chào cả nhà. Thì lời nói đầu tiên cũng xin chúc cả nhà nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe. Hiện tại thì em đang ở khu vực của xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre cả nhà. Thì hôm nay em cũng lại tiếp tục cập nhật chương trình cầu gạch miễu 2 cùng đến cả nhà ha. Thì hôm nay em cũng sẽ tiếp tục chia sẻ công trình cầu gạch miễu 2, nơi mà có cái sự chuyển động về giải phóng mặt bằng để thi công tốt công trình cầu miễu. Đây là khu vực khu du lịch Làng Xanh đây cả nhà. Đây, khu du lịch Làng Xanh ha. Thì mé trên khu lịch Làng Xanh này, vừa qua khu Làng Xanh là công trình giải phóng mặt bằng của cầu Rạch Miễu đó nha. Này cũng có một phần của khu lịch Làng Xanh đó nè. Đây là giải phóng mặt bằng. Hướng này là hướng qua cầu Bá Lai này cả nhà. Đây. Hướng này là hướng về cầu Hàm Luông ha, về thành phố Bến Tre nè. Thì đang ở đây cũng đang được nạo vét cái đất bùn. Thì ngôi nhà này cũng cạm phá rồi nè. Bên đây ngôi nhà này cũng vào giải phóng mặt bằng này cả nhà, nhưng mà chưa có giải tỏa xong. Đây thì đây là cái hướng giải phóng mặt bằng về phía bờ sông Tiền này cả nhà. Thì hôm nay tiến độ cũng đã tốt hơn rồi, giải phóng được nhiều hơn nè, dọn dẹp lại sạch sẽ đây. Đây là khu vực quốc lộ 57B nè. Đây. Thì đường này đi thẳng lên bến phà Tân Phú ha. Đi về thì đi về ngã tư huyện nè. Đây đã được giải phóng mặt bằng rất là tốt. Thì theo em tìm hiểu được biết thì chỉ giải phóng mặt bằng tốt từ chân cầu Rạch Miễu, từ phía bờ sông Tiền Bến Tre nè, xã Phú Túc đến sông Ba Lai rồi cả nhà. Còn khúc ở ngoài kia thì chưa có giải phóng mặt bằng. Hay thôi hôm nay cũng đi vào con đường này để đi ra phía bờ sông Tiền chia sẻ cùng với cả nhà ha. Thì tình hình cập nhật là tiến độ thi công ở địa điểm này thì rất tốt, nhưng mà tiến độ đã chậm trễ hơn 2 tháng so với tổng cái giải phóng mặt bằng đó nha. Thì bên đây cũng còn cắn mấy ngôi nhà nữa, chưa có giải tỏa xong hết. Thì cái tuyến đường này đi ngang cái đường ranh này luôn nè, băng tên đường ranh nè, sẽ đi xéo như thế vậy như cả nhà. Đó, đây là hướng đi thẳng ra tới chân cầu Rạch Miễu nè. Như phần ngôi nhà này thì cũng bị một phần nè, chưa có giải phóng nè. Đây thì người ta giăng dây nè. Thông tin thì tiến độ ở đây thì có ổn định hơn những chỗ khác. Những chỗ khác thì theo em tìm hiểu được biết thì vẫn còn chưa có giải phóng giải tỏa vậy cả nhà, vẫn còn nhiều cây xanh. Đây hiện tại thì khu vực này đã được lót bạt và bơm cát hết cả nhà. Đây, em chia sẻ với cả nhà. Đây, khu vực này thì những thế nào để giải phóng được nhiều nè.
thì người ta sẽ ở đây như là sẽ nạo vét những cái lớp bùn đất nè và lót bạc, các bạn như thế này để bơm cát vào. Đây là nhìn nhìn thẳng ra khu chân cầu này cả nhà. Đó thì còn một phần của ngôi nhà đó sẽ giải phóng sau đó cả nhà. Thì ở đây người ta lót bạc nè. Hiện tại thì đang bơm cát nha. Vẫn còn đang bơm cát cả nhà. Thì khu vực gần chân cầu này, phía bờ Phú Túc này là được giải phóng mặt bằng nhanh nhất. Thì có những đoạn nào giải phóng thì em sẽ tiếp tục chia sẻ cùng với cả nhà. Nếu cả nhà hãy thương em, cho em xin một đăng ký kênh ha, một like để em tiếp tục em chia sẻ những địa điểm tiếp theo của dự án cầu Gạch Miễu này. Em sẽ cập nhật khi có thể. Rồi, bây giờ em tiếp tục đi ra phía bờ sông Tiền đó nha. Nơi có như thể đặt những trụ mố cầu á. Đây thì khu vực này người ta đang bơm cát nè. Những cái khu vực nào đã xong thì rất là mừng hết nha. Thì cầu Rạch Miễu này thì với tổng chiều dài là 17,6 km ha. Thì bắt có hai nhịp. Một nhịp thì từ Tiền Giang qua cồn Thới Sơn là nhịp lớn có cầu Dị Văn, và nhịp thứ hai là nhịp nhỏ thì từ cồn Thới Sơn qua đến xã Phú Túc sau thành Bến Tre. Thì em chia sẻ đây là cái nhịp nhỏ cả nhà. Đây bà con trồng mít rồi ha. Thì phần ở bên cồn Thới Sơn và bên phía Tiền Giang của Châu Thành thì vẫn chưa có giải phóng mặt bằng gì. Công nghệ ở đây này thì công trình đậu xe bên đây cả nhà. Đây thì hiện tại em đã tới công trình chỗ đóng trụ cầu Gạch Miễu này cả nhà. Hiện tại thì các cẩu ha, các xe cuốc cũng đang làm việc. Ở khu vực này thì sẽ khoan và đóng các mố cầu. Ở đây thì các máy móc và công nhân đang làm việc. Hiện tại thì xe cuốc đồ đang làm việc đây cả nhà. Hiện tại đang chắc móc cọc đó, đưa cái máy bơm xuống. Hiện tại cẩu thì đang đưa cái máy bơm nè, hướng để bơm nước mấy cái mố đóng trụ dưới. Bỏ mấy cái đá nè để lắp ha, làm đường cho xe chạy không có lúng cả nhà. Rất là vui mừng luôn khi những công đoạn ở phía bờ Bến Tre được tiến hành tốt. Cẩu rất là cao luôn. Bên kia là công ty cổ phần xây lắp 368. Đây là những cái cổ máy đóng cọc này cả nhà. Không biết hút nước chứ đó, không biết có
không biết cái này chắc em nghĩ là khoan nhồi đóng cọc á. Bây giờ em sẽ đi khu vực bờ mé bờ sông ha, coi những cái bè cá của bà con đã di chuyển chưa. Đây thì đã tập trung các máy móc nè, vật tư về để phục vụ cho thi công cầu Đập Miễu. Đang móc cái gào luôn cái này. Mình sẽ đi ra bờ sông luôn. Hiện tại thì em thấy các bè cá của các người dân vẫn còn ha, vẫn chưa có di dời. Vẫn còn khá là nhiều quá nha. Đấy, hiện tại gần các bè cá của người dân nè thì vẫn còn khá là nhiều, chưa có di dời. Thì phía xa xa bên kia là cồn Thới Sơn ha. Đây là nhịp phụ của cồn Thới Sơn và xã Phú Túc, Châu Thành, Bến Tre. Đấy, hiện tại công trình đang làm. Này anh này đang móc cái phễu này cho cẩu lên ha. Hiện tại hôm nay là ngày lễ cả nhà, hôm nay là em quay là ngày 2 tháng 9 rồi. Các công trình vẫn đang đẩy nhanh tiến độ. Các kỹ sư, công nhân ở đây vẫn không có nghỉ ngày lễ. Những công trình, những cái máy móc để hỗ trợ cho việc làm cầu cả nha. Máy cẩu ha, rồi máy đóng cọc ha. Này thì máy móc nè, những cái ống thép nè. Nghe ống thép nữa. Đây khu vực là nhà của bà con đây, đã di dời xong rồi, làm cửa làm rào lại rất là đẹp luôn.
Em chia sẻ đây, bây giờ em sẽ chạy ra ngoài ha, phía bờ của sông, bờ của Ba Lai để chia sẻ tiếp cùng với cả nhà. Khu phía dưới nè, bãi đất trống nè, chỗ các lồng bè nè, thì các xà lan đang bơm cát vào cho công trình xây dựng cầu Rạch Miễu. Làng đang bơm cát ở khu vực ngoài đây đưa vào, đây là đường ống này, đường ống đưa vào công trình đường dẫn của cầu Rạch Miễu. Xa xa trên đây là những máy móc nha, máy đóng cọc nè của trong công trình cầu Rạch Miễu đó. Và bây giờ từ hướng bờ sông đi vào cái nhà, trước mặt chúng ta là quốc lộ 57B ha. Thì đi đường xéo thì hướng cầu này là cầu dẫn này là đi đường xéo qua nó cái nhà, để gom về với quốc lộ 60 chỗ cầu Hàm Luông. Bây giờ em sẽ đi băng qua cái lộ này, quốc lộ 57B này, em đi theo con đường đan này. Em qua vào lộ trong, em sẽ quay chia sẻ cùng với cả nhà. Ở đây là khu vực khởi công cầu Rạch Miễu nè, bây giờ cũng đã được đem cái manh nè, cái bạt nè để lót á về đây. Thì một số máy móc cũng còn để ở đây. Rồi giờ em sẽ đi theo con đường đường đan này để vào trong, và em sẽ chia sẻ tiếp cùng với cả nhà nha. Thì em đi nãy giờ cũng tới điểm đầu tông của giải phóng mặt bằng cả nhà. Thì cầu này được xây dựng với số tiền, với kinh phí rất là lớn ha, với 5.175 tỷ đồng. Thì có 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Thì vận tốc thiết kế là 80 km/h. Cả nhà. Đây, cái hướng này là đi nhìn thẳng ra lộ rồi cả nhà, vẫn còn kẹt cái góc này nè, thì chưa có giải phóng mặt bằng hết, thì xéo qua bên đây. Đây cả nhà, hướng này nè, cái hướng này là đi xéo qua đây. Nhưng mà ở trong đây thì vườn của bà con vẫn chưa có giải phóng giải tỏa hết, nên vẫn còn. Thì hôm nay em cũng xin cảm ơn cả nhà đã xem video của em. Thì chúc cả nhà nhiều niềm vui nhé. Thì cột mốc giải phóng mặt bằng thì tới bên đây luôn nè cả nhà. Đây, cái trụ này. Cảm ơn cả nhà đã xem video nhé. Chào, hẹn gặp lại.